Hello class, welcome back to our lesson. This we're going to talk about vocabulary, workbook page 9, and we're going to check the answer from this page. Và chẳng dừng cho workbook for tip 9 và cầm nài và chẳng dừng mưa và tỏ tiết kỳ thá last year, lịch bì, last year we went on around the Mediterranean và Mediterranean chúng một Mediterranean chúng went on ok và cruise sẽ đã dùng đã bị cruise mới và cruise cruise và trong lịch pi chúng ta đã bị cruise nhé sí và all you I S E ok chẳng trời và trời cruise nhưng mà tỷ bày khi thá we love nature và we love nature we often go in the forest chẳng love nature go tỷ bày và chẳng nhận lấy dùng tiêu hoa dùng đạp bị hiking mờ bà nè hiking mạch đài hiking x hai ok k á hai n ok, chẳng hiking trời nè, trời. Tị buồn, kỳ thà, it's very important to during your vacation. Vì vậy cái sống khăn nè, nữ vacation. Và chẳng lịch buồn. Và ọt đăng xây kỳ tí, lời trẻ, lời dương ọt đăng, ọc mà thay dương ọt đăng ọc nì nè. Dương rùm lồn, và phụ ca thu lùm hát, mình chẳng bạch thu tâm đập đau cho bạn đài. I want to lịch bộ mùi. I want to go on a vacation. I want to go kayaking. Và chẳng nhóm chóng tàu y kì, tự thuốc y kì vacation bạp nà. Vacation bạp song prinh nè. Vacation bạp song prinh, bởi biệt kayaking cứ chia kì là bạp song prinh, lấy dân đạp bị adventure. Adventure, bài tháp song prinh. Chúng ta lấy dân xa đã biết song phiên châu mất trời ọt và adventure tì phụ mùi ok a d và adventure e và n t U O E ok đích trời nè adventure chẳng trời nhưng ở toàn thư bản lịch buồn tí tiếp buồn the children like to go away they love flipping out under the star và chẳng go away cái để chỗ định nơi khổm mi khổm khổm cài và chúng go camping á, chúng ta vừa biết go camping mới, go camping và lấy những mới go camping lịch buồn camping C và A M P I N G ok chân go camping trời nè go camping trời lấy dân mưa ở so đẹp mình kể thật do you go on aka every summer on a the pram và mình ở so a mùi mình ở so i mùi cho bây giờ đặt biệt vacation trời ở go on vacation
go on vacation lấy dùng phần tiếp vacation là sau ví và okay đi kịp trời và nó trời vacation to tiết tìm people every day we go to the beach to swim and và trong kỳ từ beach nơi sọc kế cứ kỳ swim hay kỳ định hạt ngày swim and sunbathe và sunbathe nhưng đã sunbathe cho mà sunbathe và tìm people và sunbathe nè và you sun base b a t h ba trời sun base t còn bảy I don't like traveling I like to stay at home and do a nhưng mà chỗ chợ đào liền tí nhưng chỗ chợ nơi tí and do nothing và ở thuê tầng ở nè I do nothing và ở thuê tầng ở chẳng nothing we got nothing. Okay, and O T H I N G. Okay. Lấy nước sao thì buồn vậy nhỉ? Và thì đọc mà thưa thì đọc xem. I like to visit when we go to the French city. Visit cái museum ấy. Visit museum mới lịch đọc mới. Museum trai vậy bà. Visit museum chẳng những xem museum chỗ. Bà đang miền S ở đây là những xem vẫn đang sẵn đó. Chúng ta bị ở miền S. New museum E U M miền S bà museum và này nick cái time S museum churn tị buồn it's very important to during your vacation to cái relax mà lên sẽ đặt relax mới thử cái sầm rã or E L và relax là sầm rã X. Ok, trời, chẳng biết là dương pra lý này cứ relax. Ok, so thanks for your attention. Checking the next video.